Hành vi điều khiển xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường quy định tại điểm A khoảng 4 điều 5 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 123 ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng, mức phạt tiền 2.500.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 2 tháng.